Tháng 10 năm 2018, nhà nông Hồ Quốc Tuấn tiến hành cải tạo hơn 9 sào đất chuyên canh đậu phụng và mì để trồng 900 cây mảng cầu. Vườn mảng cầu của ông được quy hoạch bài bản với mật độ cây cách cây, hàng cách hàng là 2,5m nhằm thuận lợi cho việc cắt tỉa, bón phân và thu hoạch. Cây mảng cầu chiều hàng tốt, phù hợp với chân đất tại địa phương. Chỉ sau 2 năm chăm sóc, vườn mảng cầu của gia đình ông Tuấn bước vào giai đoạn kinh doanh, mỗi năm cho 2 vụ vào tháng 5 và tháng chập âm lịch. Năm vừa qua, gia đình ông Tuấn thu được 5 tấn trái, với giá bán giao động từ 40 đến 70 ngàn đồng. Tùy vụ, đã mang về thu nhập trên 200 triệu đồng, tăng gấp nhiều lần so với trồng đậu phụng hoặc trồng mì trước đây. Hiệu quả khả quan đã khuyến khích bà con nông dân xã Cát Lâm đẩy mạnh cải tạo vườn tập. Hiện toàn xã hiện có 113,5 hecta cây ăn trái. Để giúp cho nông dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ngành nông nghiệp địa phương đã hỗ trợ 35 hộ triển khai dự án phát triển sản xuất cải tạo vườn tạp xã thường xuyên vận động bà con ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trong sản xuất để nâng cao chất lượng canh tác cùng với những loại cây trồng từ vài năm trước như dừa sim bưởi da xanh xoài cát hòa lộc gần đây bà con trồng thêm mãng cầu mít thái